Hoa Nở Trăng vừa tròn được remake từ Lên Nhầm Kiệu Hoa, được trồng như ý, ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ từ 20 năm trước. Lên Nhầm Kiệu Hoa được trồng như ý từ lâu đã được xếp vào hàng những bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Với nội dung vui vẻ, hấp dẫn cùng dàn diễn viên trẻ đẹp thể hiện tốt nhân vật. Bộ phim đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và đến nay, người xem vẫn không thể nào quên tác phẩm này. Nội dung phim Hoa Nở Trăng vừa tròn xoay quanh câu chuyện tình cảm của hai cặp đôi chính khi mà hai cô gái hoán đổi thân phận cho nhau để xuất giá. Nhưng không ngờ lần mạo hiểm này lại giúp hai cô gái tìm được tình yêu đích thực. Phim được khởi chiếu ngày 8 tháng 6 năm 2021. Chọn bộ 30 tập. Hoa Nở Trăng vừa tròn sẽ do những diễn viên mới trẻ tuổi đảm nhận. Lý Canh Hy vai Tiểu Hoàn Tử, Hoàng Tuấn Điệp vai Mai Thế Thanh, Tôn An Khả vai Quận Chúa, Đinh Gia Văn vai Tiểu Bảo. Phim được phát 2 tập mỗi tối thứ 3, thứ 4 và 1 tập vào tối thứ 5 hàng tuần.